Em trai Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu là chị dâu tuyệt vời, không ai thay thế được. Mặc dù Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đã tan vỡ, nhưng em trai của Lâm Vinh Hải trước sau như một, vẫn luôn coi Lý Phương Châu là chị dâu. Việc vợ chồng Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu kết thúc chuyện tình 11 năm và ngay sau đó vũ công điển trai này công khai bạn gái mới là người mẫu Linh Chi đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Bản thân Lý Phương Châu cũng lên tiếng tố cáo chân dài Linh Chi chính là người khiến gia đình cô tan vỡ. Nhiều người đã bức xúc chỉ trích Lâm Vinh Hải là người đàn ông bội bạc, vô trách nhiệm. Còn về Lý Phương Châu, mọi người tỏ ra thông cảm và buồn thay cho cô vì Phương Châu đã không tiếc cả thời thanh xuân lẫn niềm đam mê để chăm lo cho chồng, để rồi bị chồng hắt hủi. Ngay cả Lâm Vinh Hán, em trai của Lâm Vinh Hải, cũng từng chia sẻ về Lý Phương Châu với những dòng tâm sự xúc động nhất. Dù chuyện hôn nhân của anh trai tan vỡ, nhưng đối với Lâm Vinh Hán thì Phương Châu luôn là người chị dâu tốt. Vinh Hán viết, tôi và chị sống chung dưới mái nhà hơn 6 năm mà chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau, không hề tâm sự hay đơn giản chỉ gặp mặt chào nhau. Ừ, đó là chị dâu của tôi, mặc dù trên pháp lý và hiện tại thì không là thế nữa. Nhưng riêng tôi thì quá khứ, hiện tại hay tương lai thì chị vẫn là chị dâu tuyệt vời mà tôi thương, tôi trọng và cũng là duy nhất không bất kỳ một ai thay thế được. Dù không biết lý do Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu chia tay, nhưng em trai của Lâm Vinh Hải nhấn mạnh, người ta thường nói người trong cuộc hay mù quáng, tôi không cần biết họ cãi vã hay lạc mất nhau vì điều gì, nhưng hình tượng về chị thì sẽ không bao giờ thay đổi. Điều mà em trai Lâm Vinh Hải yêu mến nhất ở chị dâu chính là đức hy sinh, chứ không phải vì những món đồ đẹp, những thức ăn ngon hay việc Lý Phương Châu hay đưa cả nhà đi du lịch. Qua đây một lần nữa có thể thấy Phương Châu là người phụ nữ rất đáng trân trọng. Trước đó, một người bạn của Lâm Vinh Hải cho rằng việc chia tay là tốt cho Lý Phương Châu bởi cô đã thoát được một người bội bạc để biết yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Lý do Chế Linh từng lấy cả hai chị em gái ruột làm vợ. Mới đây, câu chuyện chia sẻ của con gái Chế Linh đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vì sao ông từng đính chính về số con của mình. Ngày vừa qua, xuất hiện trong chương trình Trời Sinh Một Cặp, thân thế của nữ diễn viên Lệ Thi được chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ. Cô chính là con gái ruột của danh ca Chế Linh. Lệ Thi đã khóc nghẹn trên sóng truyền hình, kể về cuộc sống không cha và nói lý do không lấy tên đệm của cha. Câu chuyện này lại một lần nữa khiến khán giả và người hâm mộ cả nước rất tò mò về đời sống cá nhân của danh ca huyền thoại Việt này. Được biết, danh ca từng thừa nhận rằng ông có đến 14 người con, 7 trai 7 gái, chứ không phải 7 người con như thông tin mọi người vẫn thường nghe trước đó. Sở dĩ ông phải lên tiếng vì sợ đếm thiếu các con sẽ buồn. Tháng 10 năm 2011, trong buổi họp báo giới thiệu live show Chế Linh 30 năm tái ngộ, ông còn nói đùa rằng đấy là những người ông tính được, có khi còn có những người chưa tính được nữa, và cười rất tươi sau câu nói đùa ấy. Có đến 14 người con, nam danh ca được mệnh danh là người đàn ông nhiều vợ, nhiều con nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên, chính thức ông có 4 bà vợ trong cuộc đời. Chia sẻ tâm thư về 4 người vợ của mình với một tạp chí, Chế Linh kể ông kết hôn với người vợ đầu khi mới 21 tuổi. Lúc đó cô ấy vẫn đang đi học, còn tôi đã thành thạo phát âm, thành thạo âm nhạc và tham gia ban nhạc. Chúng tôi kết bạn và trở thành vợ chồng năm tôi 21 tuổi. Vợ tôi nuôi con cũng như không làm phiền tôi trong con đường ca hát. Tôi sống với vợ cả hơn 4 năm, có với nhau 5 mặt con thì chia tay, các con lúc đó còn nhỏ lắm. Sau đó ông lại kết hôn với người vợ thứ hai, lại chính là em gái ruột của người vợ cả. Chính vì điều này mà ông bị người đời chỉ trích, chê trách thậm tệ. Chế Linh phân trần rằng mọi người đều cho rằng đây là chuyện hy hữu, nhưng nếu xét theo quy luật tình cảm tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ rồi chúng tôi yêu nhau. Song cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài hơn 3 năm rồi lại tan vỡ. Tuy nhiên, nghĩ về cuộc hôn nhân này, danh ca cho rằng ông đã quyết định đúng. Chúng tôi chia tay trong êm thấm và đến nay họ vẫn yêu thương nhau. Việc này khiến tôi thấy mình đã hành động đúng. Bởi nếu để sự việc đi xa hơn mới chia tay, có thể cả ba bây giờ vẫn hận thù nhau hoặc sẽ không tôn trọng nhau nữa. Ông kết hôn lần thứ 3, nam danh ca chân thành chia sẻ rằng ông đã phải dùng chiêu bài bắt cóc và gạo nấu thành cơm để ép gia đình bằng gái đồng ý. Nhưng rồi người vợ lại qua đời khiến dư luận Sài Gòn xôn xao bàn tán.
Thậm chí rất nhiều người cho rằng ông chính là nguyên nhân khiến vợ tìm đến cái chết. Ngày ấy thiên hạ đồn đại nhiều lắm, người ta nói tôi có nhiều đào quá muốn giết vợ. Người ta cũng nói hai người phụ nữ trước của tôi dồn ép nên cô ấy không chịu nổi. Nhưng lúc đó tôi chỉ cần người trong gia đình hiểu thôi, người ngoài nói sao cũng được, nam danh ca nói. Thời gian đó ông đã vô cùng khổ sở và đau đớn trước miệng lưỡi thiên hạ. Thực ra vợ ông mất vì căn bệnh hen suyễn, bản thân ông cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Sau đó đến cuối năm 1975, ông cưới bà Vương Nga làm vợ thứ tư khi bà mới tròn 18 tuổi và đây là cuộc hôn nhân trọn vẹn nhất trong cuộc đời danh ca. Hơn 40 năm trôi qua, người vợ ngày nào cũng ở bên hỗ trợ và ủng hộ ông rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên lại vô cùng trái ngang, sóng gió. Chế Linh từng tâm sự ông vô cùng biết ơn những người đàn bà đã từng và đang chung sống với ông bằng tình yêu, sự hy sinh, lòng bao dung. Họ đã sinh cho ông những đứa con mà ông rất tự hào, giúp ông nuôi dưỡng các con. Chế Linh nói, các con tôi ở Việt Nam không ai giàu nhưng đều có cuộc sống căn bản. Còn cuộc sống để nhờ vả vào người khác, ngay cả cha mình là điều tôi không muốn thế. Tôi nghĩ sống như thế sẽ thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn. Tôi không giúp con hàng ngày, nhưng tôi quan tâm với các con bằng những việc khác mà có thể con không cần biết. Tôi tác động từ những người thầy để con có điều kiện học tập tốt hơn. Thành ra nói rằng không giúp nhưng tôi cũng đã làm được nhiều việc. Bật khóc với phận đời buồn tủi và nghị lực nơi xứ người của bé Xuân Mai, tôi chấp nhận hiện thực vì... Lang thang trên mạng, em có đọc được cái tin là bé Xuân Mai đã mang bầu lần hai. Hay tin này em vừa thấy mừng vừa thấy thương cho em ấy các chị ạ. À, hồi đó em thích nghe bé Xuân Mai hát lắm. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ cái giọng vang vang pha chút ngọng nghịu của em ấy khi hát bài Con Cò Bé Bé. Hồi em ấy mới 2-3 tuổi. Giờ em ấy đã lớn rồi, đã trở thành một người phụ nữ của gia đình. Dù cái danh tiếng ngày đó đã tàn, nhìn em có cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay cũng thấy an ủi phần nào. Nhìn lại thấy bé Xuân Mai đã chịu khổ quá nhiều rồi, cuộc đời của em ấy nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, long đong lận đận đến mức khiến cho người ta xót lòng. Tuổi thơ bị đánh cắp, buồn tủi nơi xứ người. Trong ký ức của nhiều người, hình ảnh bé Xuân Mai thở hát Con Cò Bé Bé vẫn còn vẹn nguyên, vì hình ảnh của em ngày đó quá đẹp. Có lẽ không ngoa khi nói em của thuở đó đã trở thành một biểu tượng, một huyền thoại tuổi thơ. Không có đứa trẻ nào vào những năm cuối thập niên 90 là chưa từng nghe em hát cả. Ngày ấy nhà nào có trẻ con thì chắc hẳn nhà ấy có đĩa Con Cò Bé Bé. Xuân Mai nổi tiếng đến mức trở thành thần tượng ngôi sao nhí, không chỉ của trẻ em mà còn cả người lớn nữa. Có lẽ vì thế mà tuổi thơ của em không được trọn vẹn. Tài năng của em đã giúp em kiếm được tiền ngay từ thuở lên hai. Và cứ thế con đường em đi đã được những người lớn định sẵn, em cứ miệt mài ca hát. Hết show này đến show khác, khắp trong Nam ngoài Bắc, quay hình rồi thu âm, bận rộn với những buổi tập luyện không nghỉ ngơi. Xuân Mai không có một tuổi thơ giống như bao đứa trẻ khác. Em là một ngôi sao đứng dưới ánh đèn sân khấu và sự rực rỡ của ánh đèn đó về sau lại trở thành nỗi buồn, một sự tiếc nuối trong em. Xuân Mai là con gái của nhạc sĩ Tuấn Cảnh, mẹ của em là một Việt Kiều Mỹ quê gốc ở Tiền Giang. Trong một chuyến về nước làm bộ đĩa karaoke, mẹ em đã gặp cha em, nhạc sĩ Tuấn Cảnh qua lời giới thiệu của một người bạn. Và một người phụ nữ trải qua một lần đò gian dở như mẹ em đã phải lòng anh nhạc sĩ nghèo đẹp trai và lãng tử. Họ nhanh chóng kết hôn và cùng nhau mở một phòng thu trên đường Trần Bình Trọng. Một người bạn của gia đình từng bảo rằng không biết tình yêu đó có thực sự xuất phát từ chân tâm hay không. Người ta chỉ biết là sau đó cha của em đã chạy theo một người phụ nữ khác. Còn mẹ của Xuân Mai khi ấy dắt theo em cùng em trai rời khỏi quê hương, bắt đầu một cuộc sống cay đắng nơi xứ người, năm ấy Xuân Mai tròn 9 tuổi. Cuộc sống ở Mỹ của mẹ con Xuân Mai không hề sung túc như nhiều người vẫn nghĩ. Mẹ em đã rất vất vả để chăm lo cho hai chị em. Ngày ngày đầu tắt mặt tối đứng bán thuê cho một tiệm băng đĩa ở một góc chợ của cộng đồng người Việt ở Cali. Tuổi thơ buồn của Xuân Mai khép lại với những ngày tháng lặng lẽ nơi xứ người. Không có bóng dáng người cha bên cạnh, không còn hào quang cũng chẳng có lời ca tụng. Lần trở về không được đón nhận và lựa chọn của Xuân Mai. Những ngày sống trên đất Mỹ, chưa bao giờ niềm khát khao được đứng trên sân khấu một lần nữa nguôi ngoai trong em. Năm 14 tuổi, Xuân Mai cùng mẹ trở về Việt Nam. Em muốn một lần nữa được hát trước hàng nghìn khán giả, được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng lần trở về này là một sự bẻ bàng. Công chúng không thể chấp nhận một Xuân Mai ở tuổi 14. Họ không đón nhận em
vì không thể quên và cũng không muốn xóa bỏ hình ảnh bé Xuân Mai 2 tuổi trong lòng họ. Nhiều người thậm chí còn bảo em là Xuân Mai giả, thất vọng khi thấy em không còn giống như ngày xưa nữa, thậm chí chê bai em đủ điều, nào là em già trước tuổi, nào là em quá mỹ, ăn mặc hở hang, những lời đó như những nhát dao cứa vào lòng em. Dù chưa bao giờ nói ra, nhưng việc em lặng lẽ quay lại Mỹ cho thấy em buồn và thất vọng đến chừng nào. Song Xuân Mai là một cô bé chín chắn và hiểu chuyện hơn bất kỳ một cô bé đồng trang lứa nào. Những ngày nhọc nhằn nơi xứ người cùng mẹ đã dạy cho em biết chấp nhận cuộc sống và biết đủ với cuộc sống ấy. Không hề quay lại với ánh hào quang sân khấu, em bằng lòng với cuộc đời giản dị của một cô gái bình thường, đi học và làm việc để trang trải cho gia đình. Mẹ em hiện giờ không còn lao động nữa vì bệnh tật, Xuân Mai phải bươn chải vì là trụ cột chính trong nhà, em còn thay mẹ trả tiền học phí cho em trai. Rồi Xuân Mai kết hôn và sinh con, chồng em cũng là một người đàn ông bình dị. Như bao người phụ nữ khác, Xuân Mai cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Khi nghe em nói, tôi nghĩ trong cuộc sống luôn phải lựa chọn, mỗi người không thể tham lam và muốn có trong tay mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo cùng lúc được. Người ta mới hiểu tại sao em không kiên trì với sự nghiệp ca hát, mà chọn cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Dẫu biết thế, song câu nói này của em vẫn khiến người ta thấy chạnh lòng. Rồi lại nghĩ biết đâu vậy mà em lại hạnh phúc. Với một cô gái có số phận long đong như em, sự bình yên và ấm áp của gia đình có lẽ sẽ mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn.